Lại là Dr. Huy Tôm đây, và điều quan trọng nhất ở trong quá trình xử lý nước cho ao nuôi tôm của chúng ta, ao ương giống, ao nuôi thương phẩm, điều quan trọng làm như nào để xử lý được các độc tố sinh ra từ phân tôm, từ xác tảo, từ thức ăn dư thừa. Vậy thì trên tay của Dr. Huy Tôm là một sản phẩm Naturena. Naturena được tổng hợp từ rất nhiều các enzyme, cũng giống như tất cả các vi khuẩn có lợi, nhằm ức chế và xử lý khí độc tố, chất dư thừa, mùn bã hữu cơ, xác tảo ở dưới đáy ao của bà con chúng ta. Với quan điểm là làm sạch môi trường ao nuôi giống như là cái nơi mà chúng ta sinh sống, sẽ giúp cho tôm của chúng ta phát triển tốt hơn, làm cho tôm của chúng ta hạn chế được các bệnh do khí độc tăng lên ở trong quá trình nuôi. Hãy sử dụng Naturena này trong quá trình nuôi của mình, giúp cho nước ao sạch hơn, giảm độc tố NO2, NH3 và giúp cho tôm của chúng ta đều hơn, phát triển tốt hơn. Lại là Dr. Huy Tôm đây, và đến từ tập đoàn Tân Huy Hoàng. Xin chào, hẹn gặp lại.